Do Võ Hoàng Tuấn Audio xin kính chào các bác. Hôm nay là 8 tháng 11, em lại lên video clip giới thiệu với các bác rất nhiều bộ dàn. Đấy, có bộ dàn chung, Soli khủng long và rất nhiều súp nha các bác nhé. Và những bộ dàn mini xịn sò luôn. Rồi em xin quay chi tiết và báo giá cụ thể. Dạ vâng, mã số 1 là chiếc đầu Sony. Đấy, có mã là MD373 nha các bác nhá. Em này là về đầu không thôi, không về loa. Em này có về chạy CD ok, nghe nhạc điện thoại TV ok. Đặc biệt là em này có giải mã không mồi nha các bác nhá. Trong thời gian qua rất nhiều các bác gọi em hỏi có giải mã không mồi không, thì em về được con Sony này. Đấy, CD đọc ok nha các bác nhá. Đấy, em này là hàng xuất nên sử dụng điện là 220, rất là tiện lợi luôn. Em này giải mã có chất âm cực kỳ hay luôn. Đây, điện 220. Bác nào về có thể ghép với loa cũng được, hoặc là có thể làm giải mã dàn ở nhà cũng được nhá. Đấy, em Soli này CD ok, MD không chạy. Đấy, nghe nhạc điện thoại TV, giải mã không mồi. Đấy, em này có mức giá là 800.000 đồng nha các bác nhé, 800.000 đồng. Đấy, Soli cao cấp, mã số 1. Rồi, em xin xong mã số 2. Dạ vâng, mã số 2 là một em Sony Mini. Đấy, em này có mã là M100 nha các bác nhé. Đấy, em này về trong tình trạng là CD đọc ok, nghe nhạc điện thoại TV ok. Em này đặc biệt là có giải mã không mồi nha các bác nhé. Đấy, giải mã từ Smart TV xuống á, nghe nhạc chất lượng cao á. À, đặc biệt hơn là em này cassette là còn chạy nha các bác nha, rất là hiếm luôn. À, đây là cái căng zin của em nó đây. À, em còn chưa vệ sinh, các bác về có thể vệ sinh giúp em. À, bên này thì có một lỗ rách. Em này thì màu là màu ghi nha các bác nha. À, loa còn rất là đẹp luôn, chép 3 sao này. Loa còn vuông thành sắt cạnh nha các bác nha. Rồi, bên kia cũng vậy, em khỏi quay luôn. Em xin test một đoạn nhạc CD. Đấy, CD đây. Em này thì có chất âm sáng, nghe trong phòng ngủ hay phòng làm việc cực kỳ hay luôn. Mắt còn đọc rất là tốt nhá. Mắt đọc rất là nhanh luôn. CD ok nhá các bác. Đấy, em xin test một đoạn nhạc cassette. Đấy, cassette đây. Đây là chiếc cassette huyền thoại của em. Đấy, đây là đĩa gốc luôn nha. Đấy, có bác trả em 500.000 rồi chưa bán, nhưng bác nào trả hơn thì có thể em suy nghĩ lại. Rồi, em xin mở cassette đây, bác ơi mở tab để giúp em. Đấy, em này đọc cassette rất là lét luôn, rất là hiếm nha các bác nhé. Đấy, các bác nghe nhạc điện thoại TV thì bấm lúc này. À, là lốc rồi. Đấy, em này đặc biệt là còn giải mã không mồi từ Smart TV xuống nha các bác. Đấy. Rồi, em xin báo giá luôn, mã số 2 Sony M100 có mức giá 900.000 đồng nha các bác nhé. Em này là hàng nội địa nên sử dụng điện 100V. Rồi, em xin sang mã số 3. Dạ vâng, mã số 3 là một em Balasonic. Đấy, em này có mã là BM01. À, khi các bác tắt điện tắt thì nó là màu đỏ, bật lên thì nó là màu xanh nha các bác nhé. Đi về kèm theo là chiếc loa Pioneer. Đấy, không hiểu sao này, ba la này Bioler lại về chung một cặp. Đấy, có khi là các bác Tây bác cái này ghép vào với nhau.
Đây, càng còn rất là đẹp. Nó còn đồng màu như các bác nhé. Loa Pioneer ghép với chiếc đầu Balasonic. Loa của em này còn tương đối. Đây, bên này thì có hơi bị cấn một chút. Các bác về có thể vào keo giúp em. Em xin quay bên này luôn. Đây, bên này cũng vậy nha các bác nhé. Đấy, các bác tây các bác cái ghép như vậy thì em để bán luôn cho các bác. Em này về trong tình trạng là CD đọc ok, nghe nhạc điện thoại TV ok. Đấy, em xin tiếp một đoạn nhạc CD. Các bác mở nó sẽ tự đẩy cái đĩa lên. Đấy, rất là hay luôn. Bật like các bác ở đây nhé. CD còn đọc rất là ok nha các bác. Đấy, các bác nghe nhạc điện thoại thì rồi bấm báo quýt để giúp em. Trời làm cho mưa bay răng răng mây đi dệt thành sương. Em này là FM là chạy full tần số Việt Nam nha các bác nhé. Rồi em xin báo giá luôn. Em Panasonic kết hợp với loa Pioneer, sử dụng điện 220, CD ok, nghe nhạc điện thoại TV ok, có mức giá 850.000 đồng nha các bác nhé. Rồi mã số 3 850.000 đồng. Rồi em xin sang mã số 4. Dạ vâng, mã số 4 cũng là một em do dàn mini. Em này có thương hiệu là Sharp nha các bác nhé. Đấy, mã là MDX5. Em để về trong tình trạng là chỉ nghe nhạc điện thoại, TV và FM thôi nha các bác nhé. Đấy, CD và MD thì lâu ngày nó không đọc rồi. Em này thì bề ngoài mặt tiền rất là đẹp luôn. Đấy, loa vân gỗ. Em sẽ quay chi tiết. Sáp như các bác nhé. Loa bass là 12, nó chép là 5cm. Em này về thì có bị cấn đây các bác nhé. Đấy, chắc là chất hàng thì em này chắc để ở dưới lên có bị cấn một nhẹ một chút. Đấy, em quay bên này luôn. Loa bên này thì còn vuông thành sát cạnh nha. Rồi em xin mở một đoạn nhạc điện thoại luôn. Các bác nghe nhạc điện thoại TV thì bấm mouse để giúp em. Tiếng rất là ấm nha các bác nhé. Ở đây em xin mở FM. Em này thì bắt full tần số luôn. Các bác ghim anten vào thì mới bắt được nha. Đấy, em này là hàng xuất nên sử dụng điện 220 luôn. Em này em xin báo giá luôn. Sáp có mức giá 750.000 đồng nha các bác nhé. 750.000 đồng. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thêm cái USB Bluetooth này có mức giá 50.000 đồng nhé, 800.000 đồng về ghim vô cái sạc điện thoại là bắt Bluetooth cực kỳ là tốt luôn, rất là tiện lợi luôn. Mã số 4 là 750.000, lấy thêm cái này là 800. Rồi em xin sang mã số 5.
Dạ vâng, mã số 5 tiếp tục là một em GVC hàng xuất nha các bác nhé. Em này là hàng đi mít tật về rất là đẹp luôn. Đấy, đây là e-căng đây, GVC phiên bản là giới hạn. Em đã bán em này rất là nhiều rồi. Các bác đánh giá em này chất âm chi tiết cực kỳ hay luôn. Loa kiểu màng nhôm nha các bác nhé. Loa vân gỗ cực kỳ đẹp. Đây, em xin quay mặt sau của loa. Đấy, Mark in Japan phiên bản limited nhé. Màu vân gỗ đỏ cực kỳ đẹp. Em này có chất âm chi tiết rõ ràng và hay luôn. Đặc biệt em này có chỉnh bát chép trên máy nha các bác nhé. Sử dụng điện 220 cực kỳ tiện lợi. Em này về thì có bị hơi bị móp một xíu ở đây. Rồi em xin mở một đoạn nhạc CD. Mắt đọc rất là tốt nha các bạn nhé. Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới. Em này có cho một chất âm chi tiết và chân thật nhất. Đấy. Rồi em xin mở một đoạn nhạc CD. À quên, điện thoại TV. Các bác bấm AUX để giúp em. Rồi em xin báo giá luôn. Em GVC này lúc trước em bán đẹp xuất sắc thì có mức giá 3,2 triệu. Em này thì có bị hơi bị xuất sát một chút ở đây. Em để các bác với mức giá 3 triệu đồng thôi nha các bác nhé. Đấy, mã số 5 3 triệu đồng. Đấy, xin xong mã số 6. Dạ vâng, mã số 6 là một chiếc dàn mini mang thương hiệu Iowa. Em này về trong tình trạng e-căng thì là rất là, các bác về có thể vệ sinh giúp em nhé. Đấy, có bị rách một chút. Đấy, bên này cũng vậy. Loa thì còn rất là đẹp nhé. Đấy, Iowa Mark in Japan nhé. Em này một loa bát toàn giải. Em thanh lý cho các bác luôn bộ này. Em này về trong tình trạng là chỉ nghe nhạc điện thoại TV nhé các bác nhé. Đấy, các bác có thể mua thêm cái USB Bluetooth này cho mình tiện lợi nghe. Đấy, đây cái nút lách bài này thì nó bị gãy rồi nhưng mà không sử dụng tới nhé các bác nhé. Nghe nhạc điện thoại TV thì các bác bấm nút này. Đấy. Em Iowa này có chất âm rất là hay luôn. Đấy, bề ngoài thì hơi xấu một chút. Em để các bác giá thanh lý luôn nhé. Em này có mức giá 600.000 đồng. Đấy, em này là hàng nội địa nên sử dụng điện 100V nha các bác. Rồi em xin xong mã số 7. Dạ vâng, mã số 7 em về được rất nhiều em súp trong thời gian qua thì các bác hỏi rất là nhiều. Thì em về được 6 con nhé. Em trưng lên 4 thôi. Em súp GVC nội địa, TV nội địa đây. Em đã mở trước một con để cho các bác chiêm ngưỡng đây. Đấy, em này thì thôi quả củ từ rất là gấu luôn. Các bác nhìn thấy không ạ? Quả này bánh thì rung phòng luôn. Các bác có thể ghim vô ô tô nhé. Hoặc là
dàn mini của mình cũng được. Đấy, các bác thấy không, hai lỗ thông hơi luôn, củ từ rất là gấu luôn. Rồi em này thì vẫn da cũ thôi. Đấy, một cái chiếc là 400 và một cặp là 800 nha các bác nhá. Đấy, các bác là hôm bữa hỏi em thì hôm nay liên hệ lại với em, em về được 6 con. Đấy, mức giá 400.000 một con. Rồi em xin sang mã số 8. Dạ vâng, mã số 8 là một em súp GVC, à quên, súp GBL nha các bác nhá. Em này là súp hàng xuất Mỹ, sử dụng điện 220. Em này là bát 20, bát lõm nhá. Em này là súp điện, thương hiệu GBL thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, các bác nhìn thấy quả lỗ thông hơi là thấy biết là uy tín rồi nhá. Em này đánh bát rất là lực luôn. Đấy, đây công suất này, đây là cái tỏa nhiệt này. Đấy, em này đằng sau thì không có ghi công suất nha các bác. Đấy, loa về còn rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không? À, rắc cắm này này, vàng choang này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng xuất lên sử dụng điện 220 đến 250 luôn nha các bác nhá. Em này thì hát karaoke hoặc nghe nhạc thì cực kỳ hay luôn, hỗ trợ tiếng trầm cực kỳ mạnh mẽ. Đấy, em xin test các bác một đoạn, như các bác muốn thẩm âm thì vui lòng đeo tai phone hoặc là mở ở dàn của mình cũng được nhé. Đấy, các bác thấy gì không ạ? Rất là uy lực luôn. Đấy, em này có mã là GBL con trôn 6 nhá. Đấy, GBL con trôn 6 súp Mỹ. Rồi, em xin báo giá luôn, em này có mức giá 3.800.000 đồng nha các bác. Đấy, sử dụng điện 220. Cực kỳ hay, cực kỳ đẹp, cực kỳ gấu luôn. Rồi, em xin sang mã số 9. Bấm được này. Dạ vâng, mã số 9 là một em dàn chung Iowa. Em này có mã là 530G. Đấy, em này loa lóc là có 4 loa nha các bác nhá. Đây, đây là loa bát này, cực kỳ gấu luôn. Em xin mở căng bên này luôn. Đấy. Em này thì bát mạnh nhá, hai quả lỗ thông hơi này, các bác nhìn thấy là uy tín luôn. Hai quả lỗ thông hơi, bên này tiếng lóc cóc leng keng luôn. Em này thì sử dụng hai cầu loa nha các bác. Đấy, công suất là loa bát là 50, đây loa mid là loa chép là 20, là 70W, mắt in Thái Lan. Loa còn rất là đẹp nha. Loa hai cầu. Em này thì sử dụng điện 100V. Đấy, về trong tình trạng là nghe nhạc điện thoại TV ok. Đấy, nghe FM bát full tần số Việt Nam. CD với cassette thì lâu ngày không đọc nha các bác nhá. Đấy, em xin mở một đoạn nhạc điện thoại. Rất là mạnh luôn. Thả như là bom nha các bác. Đấy, FM là full tần số 108 này. Rồi em xin báo giá luôn, em Iowa nội địa chạy nghe nhạc điện thoại TV ok, có mức giá 1.700.000 đồng nha các bác nhá. Đấy, chỉ 1.700.000 đồng thôi, cực kỳ hay, cực kỳ đẹp luôn. Rồi em xin sang mã số 10. Dạ vâng, mã số 10 là một em dàn chung mang thương hiệu Sony, có mã là G88. Em này thuộc dạng là khủng long bạo chúa nha các bác nhá. Em này đặc biệt về là còn zin nguyên hai loa lóc này. Hai loa này gọi là loa subwoofer hay là loa center gì đó. Đấy, em xin mở căng ra. Em này rất là gấu luôn. Em này là hàng xuất nhá, sử dụng điện là 220 nha các bác. Đấy. Loa ở đây thì có hơi bị sần một chút, thì cái này thì cũng có lỗ, thỉnh thoảng có một lỗ như châm kim này. Đấy, lâu ngày rồi. Em xin quay mặt sau. Em này về loa thì còn rất là ok luôn nhé.
Em này thì có tiếng bass thả như bom. Em này rất là khớp ở gấu luôn. Xíu nữa em sẽ test một đoạn nhạc. Đấy, loa còn ok nha các bác. Em lại về trong tình trạng là chạy full chức năng luôn. Đấy, em xin mở một đoạn nhạc CD. Đây là 3 đĩa nha các bác. Lách bài này. Bass rất là lực luôn. Đĩa này chắc nó bị vấp rồi các bác. Tìm nào ghi nhận trong tim. CD ok nha các bác. Đấy, em xin test một đoạn nhạc cassette. À, cassette có búng vào đây. Cassette bên B ok, em kép bên này luôn. Bên này thì từ chắc là hơi yếu rồi, nghe là hơi bị tối một chút nha các bác. Rồi, nghe nhạc rồi. CD này. Tuner là FM là bắt 1.8 nữa các bác nhá, full tần số Việt Nam. Đây, các bác có thể ghim cổng anten đằng sau là bắt ok luôn. Đây, các bác nghe nhạc điện thoại TV thì bấm này. Xin thật lòng trong câu hát đậu môi. Rất là ấm luôn. Rồi em xin báo giá luôn. Em Sony G88 có loa lock là chạy full chức năng, điện này 220 cực kỳ tiện lợi luôn. Có mức giá 3.500.000 đồng nha các bác nhá. Cực kỳ rẻ luôn, 3.500.000 đồng, mã số 10. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua sắm thì liên hệ qua em số điện thoại 0967874679 hoặc kết bạn Zalo để tư vấn thêm. Em xin dừng video clip ở đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp em thường xuyên lên video clip giới thiệu sản phẩm. Rồi, hẹn các bác ở clip sau.